Để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn cũng như thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thời gian qua các ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất, giảm phí và giãn nợ cũng như tạo điều kiện vay vốn ưu đãi. Công ty cổ phần ABC Việt Nam chuyên sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi gặp khó khăn bởi giá vật tư đầu vào tăng cao, chi phí cho logistics cũng tăng từ 1,5 đến 2 lần, trong khi doanh số tiêu thụ giảm. Nhờ chính sách hỗ trợ giảm 2 lần lãi suất 1% của ngân hàng BIDV Hưng Yên nên công ty có đủ nguồn lực để đảm bảo hoạt động. Bên cạnh những cái sản phẩm về cái việc là giảm lãi suất vay thì BIDV Hưng Yên cũng đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến các cái sản phẩm dịch vụ cung ứng thiết yếu cho doanh nghiệp như là phí chuyển tiền, thanh toán tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ, và bên cạnh đó là thực hiện các cái giải pháp liên quan đến công nghệ số. Doanh số 6 tháng đầu năm của ABC đạt được là 2.840 tỷ, dự kiến thì cái mức doanh số của năm 2021 thì cũng sẽ đạt theo kế hoạch. Cùng với chủ động giảm lãi suất, lãi phải trả, có ngân hàng phải thực hiện giảm lãi suất khoản vay trên khế ước, khoản vay mới với mức từ 0,2 đến 0,75% trên một năm. Ngân hàng Vietcombank giảm từ 0,5% đến 1% trên một năm từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 với quy mô hỗ trợ lên tới 1.800 tỷ đồng. Ngân hàng BIDV chi nhánh Hưng Yên giảm lãi cho 66 khách hàng với dư nợ trên 410 tỷ đồng. Cho vay mới với lãi suất ưu đãi 32 doanh nghiệp với tổng số trên 2.900 tỷ đồng. Đến thời điểm này thì tất cả các doanh nghiệp mà đã quan hệ với BIDV thì cũng chiếm khoảng 80% là cũng đã trực tiếp được hưởng lãi suất ưu đãi hoặc là thực hiện các chương trình chính sách. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục đánh giá những khách hàng nào trong thực tế thực sự gặp khó khăn thì chúng tôi cũng sẽ từng trên từng đối tượng khách hàng thì chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp là tháo gỡ cụ thể. Cùng với việc giảm lãi suất, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cơ cấu lại thời hạn trả nợ lũy kế là hơn 2.000 tỷ đồng, nợ đã được miễn giảm lãi lũy kế trên 90 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn đẩy mạnh hỗ trợ online, ứng dụng các sản phẩm ngân hàng trực tuyến, vừa giúp khách hàng giảm bớt thủ tục, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch.